Thưa quý vị và các bạn, du lịch từ trước tới nay luôn là ngành kinh tế có vai trò vị trí quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội đất nước. Được Đảng và Nhà nước ta quan tâm đầu tư để trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, đặc biệt là du lịch xanh, du lịch bền vững, theo xu hướng chung của thế giới hiện nay. Trong bối cảnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài nhấn mạnh đến việc phát huy nguồn lực to lớn của kiều bào, việc kiều bào trở thành cầu nối, đưa du lịch Việt Nam đến với thế giới, đóng góp vào nền du lịch nước nhà lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong xu thế hiện nay, Việt Nam cũng như các nước đang đẩy mạnh phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững, một nền du lịch hiện đại mang lại nguồn lợi kinh tế cao nhưng không ảnh hưởng đến các giá trị văn hóa, môi trường. Và việc quảng bá hình ảnh du lịch xanh của Việt Nam ra thế giới là niềm tự hào của mỗi người dân, trong đó có hàng triệu kiều bào đang sinh sống tại nước ngoài. Họ chính là những đại sứ du lịch với lợi thế là những người trực tiếp tiếp xúc với bạn bè khắp năm châu, giới thiệu tới những người bạn nước ngoài vẻ đẹp văn hóa và nền du lịch xanh Việt Nam. Để từ đó, bạn bè thế giới biết nhiều hơn về Việt Nam, mong muốn đến Việt Nam để khám phá và trải nghiệm những cảnh quan tươi đẹp. Tôi có thể xác định được cộng đồng người Việt Nam nước ngoài, đó là một cái điểm rất là mạnh, một cái lợi thế rất là tốt để chúng ta có thể khai thác để phát triển du lịch, để làm sao chúng ta đưa Việt Nam đến với thế giới và đưa thế giới đến Việt Nam thông qua bà con người Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Và tôi nghĩ là bản thân những cái trải nghiệm của bà con khi về trong nước ấy, bản thân họ là sẽ là những cái sứ giả để quảng bá du lịch xanh và du lịch bền vững ở trong nước. Ở đây phải nói là bà con kiều bào nó chính là một cái kênh để truyền bá về du lịch xanh và bền vững cho Việt Nam. Đến với du lịch xanh, với các điểm đến thân thiện với môi trường, gần gũi với thiên nhiên, du khách được tìm về cội nguồn, thích thú trước vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, say mê hòa mình với những giá trị văn hóa độc đáo của người dân bản địa ở mỗi vùng miền. Khi mỗi người Việt xa xứ chính là một động lực, một đại sứ du lịch mang theo những kỳ vọng, đóng góp thật nhiều cho quê hương đất nước. Bản thân mỗi kiều bào đều hy vọng sẽ tiếp tục phát huy được khả năng của mình để phục vụ phát triển du lịch, quảng bá thương hiệu du lịch Việt Nam, du lịch xanh và bền vững, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước. Tôi cũng đang chuẩn bị với lại Hội Liên lạc Người Việt Nam ở nước ngoài là một cái chuỗi các cái khu mình gọi là nghỉ dưỡng, là để đón tất cả những người Việt kiều mà ở trên thế giới khi họ muốn trở về đóng góp với quê hương. Đó là một cái đường dẫn du lịch và cái quan hệ của họ của suốt một đời người ở trên những nước sở tại thì sẽ là cái cầu nối để Việt Nam vươn ra thế giới. Gia đình chồng của tôi, người Pháp, rất là thích các tour du lịch sinh thái tại Việt Nam và đặc biệt là các hoạt động có liên quan đến người dân địa phương. Khi trở về Pháp thì chúng tôi thường chia sẻ và kể lại các chuyến du lịch của mình, và người Pháp rất là thích thú về Việt Nam được trải nghiệm du lịch xanh, du lịch bền vững. Việt Nam thời gian qua nằm trong top những địa điểm du lịch được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới, đặc biệt là ở những nước phát triển, nơi có đông kiều bào ta sinh sống. Xây dựng những chương trình du lịch về nguồn, xanh, sinh thái cho kiều bào, qua đó phát huy được vai trò của kiều bào trong quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam xanh và bền vững sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới. Vietravel cũng đã chuẩn bị phối hợp với Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài về cái bộ sản phẩm về nguồn cũng như là bộ sản phẩm văn hóa cho kiều bào. Và khi mà triển khai những cái sản phẩm này thì cũng có những cái thông điệp xanh cho hỗ trợ cho cái thông điệp đến với kiều bào là chúng ta có một cái xu hướng phát triển du lịch bền vững, xu hướng phát triển du lịch bảo vệ thiên nhiên môi trường. Khi mà kiều bào trở về với cái nơi mà mình sinh sống hiện nay sẽ là cái cầu nối để giới thiệu với du khách quốc tế đến với Việt Nam với những cái sản phẩm xanh sạch đẹp. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về quê hương, mong muốn được quay trở về thăm thân, du lịch, tìm hiểu về văn hóa, truyền thống dân tộc và được tạo điều kiện để góp sức xây dựng và bảo vệ đất nước. Phát huy được vai trò cầu nối của kiều bào với việc quảng bá hình ảnh đất nước, xúc tiến du lịch, một đất nước Việt Nam xanh tươi, phát triển bền vững chắc chắn sẽ là một điểm đến đầy thu hút, hấp dẫn với bạn bè năm châu.